Cả anh em mình là LTL đây, điệp trai Max 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nha anh em ơi. Ok, trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em đã yêu quý LTL thì anh em đừng quên ấn giúp LTL một nút like nha. Và nhớ là xem từ đầu đến cuối clip để không tua nha anh em ơi. Tí nữa mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi để mình sẽ tặng quà anh em nha anh em ơi. Điều kiện anh em chỉ cần là xem từ đầu đến cuối clip để không tua, like, đăng ký kênh nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Thì như anh em cũng biết thì hôm qua mình đã solo 1v1 với cái thanh niên hàng xóm nhà mình em ạ. Và thằng hàng xóm nhà mình nó đang cầm ạc mình anh em ơi, nó bảo cái kèo đấy chỉ cần mình solo thắng nó anh em ạ thì nó sẽ trả ạc cho mình, còn nếu như thua ấy thì nó sẽ bán ạc của mình em ơi. Nhưng mà kèo ấy mình đã thắng với tỷ số 4-3 anh em ạ, và hôm qua mình đã sang để mình đổi ạc anh em ơi. Mình quên mình không quay video cho anh em đấy, và nó không trả ạc mình em ạ, nó bùng kèo anh em ơi, nó đóng cửa luôn, nó đi ngủ anh em ạ. Hôm nay nó chưa đến mở cửa ra anh em ơi, cay thực sự anh em ơi. Nên mình quyết định là mình đã nhờ táo thần đồng anh em ơi đột nhập giúp ạc của nó anh em ơi. Đấy, cũng như là về ạc của nó, nếu mà nó không trả của mình thì bây giờ mình sẽ lấy ạc của nó luôn anh em ơi. Ok, để mình xem liệu ạc của nó có xịn hơn ạc của mình hay không nha. Nếu như xịn hơn thì mình sẽ đổi ạc anh em ạ, không cần luôn, lấy ạc ngay luôn. Nhưng mình nghĩ khả năng cao thì nó bé bé như thế chắc ạc không xịn thôi anh em ơi. Rồi, ok, nó cũng là một con nghiện chơi game anh em ạ, ngày nào cũng thế nó chơi game anh em ơi. Để xem con ạc nó như nào nhá. Ui, AK rồng xanh luôn nhỉ anh em ơi. Ui, nhưng mà chỉ có một kim cương anh em ạ, level 80 thôi kìa. Tên là hàng xoắn, ui, sẽ quân đoàn 3 gaming này như nào. Ui ôi, cái gì đây, thử để mình kiểm tra em nào. Ui thật kìa anh em ơi, quân đoàn Sima kìa, quả tiểu sứ là quân đoàn Sima, từ 23.000 anh em ạ, từ để mình xem. Ôi đúng quân đoàn của Sima anh em ơi. Ui, ui thế này nó không trả mình thì mình kiểu như mình sẽ nhờ Sima đòi lại ạc của mình em ơi. Cũng hợp lý đấy anh em nhỉ, không biết có được không đây. Ok anh em ơi, để mình xem ạc thằng này có giấu ạc mình hay không nhá. Từ bây giờ mình sẽ giấu tủ rồi nhá. Thằng này có 300 cái đầu anh em ơi. Thì mình thấy nó có 2 cái đầu đỏ anh em ạ, 2 cái đầu đỏ anh em ơi. Đấy, 2 cái đầu đỏ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 cái đầu vàng anh em ơi. Còn lại đầu tím này để mình xem đầu vàng có đầu ma búp bê này. Có đầu hỏa sư tối thượng này anh em ơi. Đầu bảy đá mình vẫn chưa thấy có anh em ạ. Đấy, chưa thấy có đầu bảy đá luôn anh em ơi. Áo này, có áo cổ chân bảy đá anh em ơi. Áo vịt này, hai cái áo đỏ anh em ơi. Đây đây, bộ đồ này bảy đá này. Rồi ok, mình có hai bộ đồ bảy đá rồi anh em ạ. Nhưng mà ạc của mình hình như rất là nhiều bảy đá thôi anh em ơi. Rồi còn lại chả có gì rồi anh em ơi. 588 cái áo anh em ạ. Đây có quả áo từ thời đầu này anh em ơi. Áo đầu xin alpha này anh em ơi. Giá mặt cũng khá lâu rồi anh em ạ. Rồi áo huyền thoại thì thằng hàng xóm cho mình rất là nhiều rồi anh em ơi. Đây áo huyền thoại mùa đầu này, mấy mùa đầu này anh em ơi. À nhầm, đây áo xanh vàng chứ, không phải áo huyền thoại nhỉ. Ui, thằng hàng xóm cho mình nó cũng chơi lâu vét rồi nhỉ. Hình như thằng này nó phải chơi game từ hồi năm 1 đến năm 2 nào anh em ơi, mà toàn đồ cổ thế này anh em. Rồi ok, không biết là ạc này nó mua hay là nó chơi từ đầu. Mình nghĩ khả năng cao thằng này mua anh em ơi, bởi vì năm 1 bây giờ bắn làm sao được FIFA rồi anh em ơi. Bắn làm sao có thể chơi đều được, bởi năm 1 là anh em, năm 1 anh em cũng biết đúng không? Bố mẹ anh em sẽ thu máy, anh em chỉ chơi trộm thôi đúng không? Đấy nên mình nghĩ không cao, không bao giờ cái thằng này năm 1 mà nó có thể được con ạc như này anh em ạ. Không biết nó mua hay nó lại nửa đứa nào, nó scam của đứa nào anh em ạ, mình không biết anh em ơi. Nhưng mà tên level 80 này anh em ơi. 321 cái giày. Đây, có cả đầu quỷ giá xoa này, đầu huyền thoại này anh em ơi. Đây đầu bảy đá này. Đấy anh em thấy chưa? Xin xoa thực sự anh em ạ. Đây bên sau cây đồ 14 cây đồ nữa anh em ơi. Có cây đồ sát thủ bạc này, có cây đồ thiên nga dễ chết này. Khủng long bò sữa này, khủng long Godzilla này anh em ơi. Ui, khủng long Godzilla bảy đá luôn anh em ạ. Thiếu vô cực 14 nữa này. Ui. Con ạc này anh em có lấy không? Nếu nó không trả mình sẽ dọa nó, là mình sẽ tặng con ạc này cho anh em. Nào xem nó có sợ không? Nhưng mà nó ạc của mình xịn hơn, chắc là nó chả sợ anh ạ. Má cái thế nhỉ. Ok, hành động mình sau sau tí mình sẽ sâu xuống xuống mình sâu hành động nhá. Không bây giờ hành động thì nó hết bất ngờ anh em ơi. Rồi, 98 cái dù, 130 cái ba lô anh em ơi. 90 cái hầm sát, 3 cái Skywing, 125 cái ván nước. Rồi, bị anh mở cũng chứ. Thế mình vào phát nhảy phương tiện thì có bao nhiêu đây? Phương tiện thì có 20 con siêu xe Lamborghini, 14 con xe máy, 12 con xe gọi là chiến binh phong cách. Rồi, 14 con xe thỏ siêu quậy anh em ơi. Kinh đấy nhỉ, để mình xem nào. Bản vẽ thì dư rất là nhiều bản vẽ anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bản vẽ anh em, 5 bản vẽ khủng long luôn. Ui con ạc này mình nghĩ khả năng cao nó mua một cái thể đổi tên anh em ơi. Rồi, ok, hộp súng thì mình sẽ mở luôn này. Không biết ra vĩnh viễn không, không ra rồi anh em ơi. Ok, đây là cái gì đây, ra cái lên à. Ok, không có gì anh em ơi, bây giờ mình sẽ sâu vào nhân vật anh em ơi. Rồi, xem nhân vật có gì không ta. Rồi nhân vật có Hayato này, Alok này, Dimitri này, Skyler này. Để mình xem có full không à. Thiếu một nhân vật anh em ơi, nhân vật này hình như là chưa ra mắt anh em ơi. Rồi để mình xem phần vũ khí anh em ơi, bây giờ mình đến phần kho vũ khí này. Nâng cấp súng có 5 khẩu súng nâng cấp anh em ơi. Nhưng mà chỉ có 2 khẩu leo 7 anh em ạ, vẫn là MB với cả AK anh em ơi.
Level 4 thì có 3 khẩu cơ anh em ơi. Xịn xò đấy nha, con đạc này xịn xò đấy. Ok, nếu nó không trả mình sẽ lấy con đạc này luôn. Rồi mai mình sẽ sang nhà nó, mình phun miệng nó xem nó có trả hay không anh em ơi. Rồi ok anh em ơi, đây có Ska này. Hoặc là mình sẽ nhờ Sima giúp mình lấy đạc anh em ơi, bởi nó trong quân đoàn Sima mà anh em ơi. Thần thoại thì có khẩu Ska đẳng cấp Titan UMB 7 đá này, MB 7 đá này anh em ơi. Huyền thoại thì có 101 khẩu rồi anh em ạ. MB có MB 5 mới này. Sật gun gọi là M1014 tiêu hú địa ngục này anh em ơi. Xịn xòa đấy nhỉ. Ok, siêu hiếm thì có 178 khẩu rồi anh em ạ. Đây này có XM8 quái thú này. Trời ơi, cũng khá là ok đấy anh em nhỉ. Hiếm gặp thì chỉ có 4 khẩu anh em ơi. Rồi thì nói chung là cũng gọi là ok anh em, cũng gọi là ok đấy. Cũng gọi là ok. Thực sự là cũng không giàu bằng ạc mình đâu anh em ạ. Nói chung là con đạc này thì mình biết là nó đang ở quân đoàn 3 gaming rồi anh em ơi. Đấy anh em nhìn đọc cả tiểu sử anh biết từ để mình vào quân đoàn mình review cho kỹ nha anh em ơi. Xem nào. Quân đoàn đâu ta, quân đoàn đâu ta. Đây quân đoàn 3 gaming của Sima anh em ơi. Đây yêu mây nhất này, đây đúng ạc Sima rồi anh ạ. Thực sự luôn. Uầy. Mình xem quán gì không ta. Rồi để mình kiểm tra anh em ơi, vòng quay may mắn này nó 855. Ok mình sẽ phá vàng của nó nha anh em ơi. Má, cày lắm rồi anh em ạ, phá luôn này. Tao phá vàng của mày luôn. Rồi ra luôn bộ đồ anh em ơi, trời ơi. Mình phá nó hay là mình giúp nó ra quay ra bộ đồ đấy. Cũng biết là mình đang phá là mình đang giúp anh em ạ. Thôi anh em ơi, như này thì mình phá biết đâu nó ghét mình, nó bán luôn ạc của mình đi chết. Nhưng đấy con ạc này thực sự là lỗ đấy anh em ạ. Ạc của mình 14 sở cái súng nha 7, 15 sở cái súng nha 7 cơ. Con ạc này thì làm sao mà đủ tuổi đúng không anh em. Thôi anh em ơi, không được rồi. Buồn. Nói chung không lệ được ạc anh em ơi. Ok anh em ơi, tiện thể thì mình sẽ review mình sẽ quảng cáo cho anh em một xíu nha anh em ơi. Anh em nào mà đang có nhu cầu quay kim cương hay anh em mua ạc FIFA thì anh em đừng quên là bấm vào phần comment nha anh em ơi. Đường link shop mình đã ghi ở đấy nhá. Phần mô tả thì hiện tại là do là chính sách YouTube khá là căng nên mình để đấy, mình nghĩ sẽ bị YouTube đánh gậy bản quyền anh em. Anh em gậy ấy đấy anh em ơi, nên là mình không để được đâu anh em ơi. Mình sẽ để ở phần comment nha anh em nào có nhu cầu anh em vô nha. Đã X2 đạp thẻo nha anh em ơi. Ok sorry anh em. Thôi anh em ơi, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Thì cảm ơn tất cả đã theo dõi đến đây nha anh em ơi. Anh em thấy clip của mình hay thì anh em đừng quên là like, share, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhá. Bye bye anh em nha.